cuộc đời và sự nghiệp nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ông sinh ngày 27 tháng 12 năm 1931 ở làng Thượng Phúc, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa. Năm 1945, ông tham gia phong trào Việt Minh tại địa phương và gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương ngày 19 tháng 6 năm 1949. Từ năm 1949 đến 1993, ông tham gia quân đội, trưởng thành từ môi trường quân đội, từng là chính ủy kiêm trung đoàn trưởng trung đoàn 9, sư đoàn 304, phó chủ nhiệm chính trị quân khu Trị Thiên, chủ nhiệm quân đoàn 2, phó bí thư quân khu ủy quân khu 9, thiếu tướng, chủ nhiệm chính trị, phó tư lệnh chính trị mặt trận 719, trung tướng, phó chủ nhiệm tổng cục chính trị, thượng tướng, chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam. Tháng 6 1991, tại Đại hội Đảng lần thứ 7, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương. Tháng 6 1992, tại Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương, ông được bầu vào Ban Bí thư và sau đó được phân công thường trực Ban Bí thư. Tháng 1 1994, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 7, ông được bầu vào Bộ Chính trị. Tháng 7 1996, tại Đại hội Đảng lần thứ 7, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương, Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị. Ngày 26 tháng 12 năm 1997, tại hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8, ông được bầu làm Tổng Bí thư, đến tháng 4 2001. Ông được tặng thưởng Huân chương Sao vàng 2007, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng 2019. Những năm gần đây, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nhiều lần trả lời báo chí về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ông nêu quan điểm xây dựng Đảng là việc thường xuyên, chúng ta có uống thuốc, có chữa bệnh, có tiến lên nhưng chưa giải quyết triệt nọc. Theo nguyên Tổng Bí thư, công tác chỉnh đốn Đảng phải làm từ trên xuống chứ không phải làm đồng loạt và nên giao quyền, trách nhiệm cao hơn cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ông nhắn gửi với các cấp có thẩm quyền hiện nay đừng để tinh thần đốt lò chống tiêu cực nguội đi. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã từ trần lúc 2 giờ 52 phút ngày 7 tháng 8 năm 2020 tại Hà Nội sau thời gian lâm bệnh. Trong suốt cuộc đời hoạt động, đồng chí Lê Khả Phiêu cũng luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, nhà nước và nhân dân, luôn giữ vững khí tiết, phẩm chất của người cộng sản vì nước, vì dân.